Nếu bạn đã có rất nhiều thất bại và có rất nhiều thử nghiệm và không mang lại được điều gì đáng kể về mặt kinh tế hay là sự nghiệp, đây là một trong những điều mà mình học được trong cuốn sách này. Tất cả những cái thất bại của chúng ta đều có thể được trả bằng chỉ cần một lần đúng thật lớn, và đó là những thứ mà mình luôn tìm kiếm trong công việc kinh doanh của mình. Lần đầu tiên mình nghe tới khái niệm này đó là đến từ Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Và trong cái cuốn sách mình đã học được rất nhiều điều, từ công việc kinh doanh cho đến cuộc sống cho đến phát triển đội nhóm. Và hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với bạn những cái điều mà hay ho nhất mà mình đã học được từ cuốn sách có tên là Phát minh và khám phá nhá. Thì cái thứ đầu tiên mà mình học được đó là thất bại là thứ luôn đi kèm với những phát minh hay là với những thử nghiệm. Đấy không phải là điều mà chúng ta muốn chọn hay là không chọn, mà đó là cái thứ mà luôn đi kèm với thử nghiệm. Đó là chúng ta luôn có những thử nghiệm rất là thất bại, và công việc kinh doanh của chúng ta càng lớn thì những cái thất bại nó càng lớn. Và đó là cái câu chuyện mà Jeff Bezos đã từng chia sẻ về việc đó là cái quy mô công ty của ông ấy càng lớn ấy thì thất bại của những cái thử nghiệm của ông ấy càng lớn. Ban đầu thì từ vài trăm đô la cho đến vài nghìn đô la, nhưng sau này thì nó là vài triệu đô la và thậm chí là vài tỷ đô la cho những thử nghiệm. Và cái trải nghiệm này nó rất liên quan đến mình. Khi mà lần đầu tiên mình bắt đầu công việc kinh doanh của mình thì mình có 8 triệu cái tiền vốn mà mẹ mình cho mình để mua máy tính, nhưng mà mình đã không mua mà mình đứng số tiền đấy để mình bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Ngày hôm nay thì 8 triệu nó không có gì là to tát, nhưng tại cái thời điểm bắt đầu đấy thì 8 triệu là toàn bộ cái số tiền mà mình có. Mình nhập hết cái đèn lư hương, xông hơi, tinh dầu về và mình bán. Và mình kỳ vọng rằng là khi mà mình nhập tất cả chỗ này về thì mình sẽ tìm ra cách để mình có thể bán nó. Tuy vậy thì đời không như mơ, thì khi mà mình nhập nó về thì mình không thể nào tìm ra cách để bán cho người lạ. Mình chạy quảng cáo, có người nhắn tin, nhưng khi để lại số thì gọi điện thoại thì họ không nghe. Hoặc nếu họ nghe thì họ bảo là giá đắt quá họ không mua. Hoặc là khi mình giới thiệu xong thì họ có thể nói là bây giờ chị không có nhu cầu nữa, và nó rất là stress. Nó dẫn đến cái việc lần đầu tiên khởi nghiệp của mình nó không hề suôn sẻ chút nào, khi mình thử nghiệm liên tục những cái sản phẩm khác nhau nhưng không có cái nào hiệu quả. Cho đến khi mà mình bắt đầu bán được cái sản phẩm đầu tiên mà mình có hiệu quả ấy, đó là đèn gắn cửa chiếu logo ô tô. Thì đấy là một trong những cái sản phẩm đầu tiên mà mình bán thành công. Nó cũng là khởi đầu cho việc giúp cho mình phát triển ra những cái thứ sau này. Ví dụ như mình tìm ra cách để có thể chạy quảng cáo 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày, 20 triệu một ngày, dạy cho mình cách để có thể vận hành nhiều đơn hàng cùng lúc như thế nào, cách mà mình có thể bán được nhiều mã hàng cùng lúc như thế nào. Đối với sản phẩm đấy, đấy là lần đầu tiên mà mình đi từ con số 0 cho đến hơn 500 triệu doanh thu một tháng, cho đến hơn 95 triệu doanh thu một tháng. Nó cũng là cái thứ đầu tiên dạy cho mình, kể cả mình đang ở mức 500 triệu doanh thu một tháng, 95 triệu doanh thu một tháng, mình vẫn lỗ. Và nó dạy cho mình một cái bài học: bán được nhiều hàng, có nhiều doanh thu không có chắc nó đi kèm với nhiều lợi nhuận. Khi mình lựa chọn bất cứ công việc kinh doanh nào, mình sẽ chọn ưu tiên về dòng tiền tự do, hay mình sẽ ưu tiên về chọn cái lợi nhuận mà mình có thể bỏ vào túi. Và đấy là một cái thứ mà mình học được, đó là chúng ta có thể có rất nhiều thử nghiệm sai, nhưng chỉ cần một lần đúng nó sẽ trả lại tất cả. Cái thứ hai mà mình học được ở trong cái cuốn sách này đó là dòng tiền tự do, hay nói cách khác đó là cái số tiền mà chúng ta có thể sử dụng mà không cần tái đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Chúng ta có thể rút ra hoặc là chúng ta có thể làm gì tùy. Và trong cái cuốn sách này của Jeff Bezos ấy, thì Jeff Bezos có mô tả bài toán về vận hành một công việc kinh doanh về máy bay. Khi mà vận hành công việc kinh doanh về máy bay ấy, nghe thì nó có vẻ lãi, nhưng khi mà dựa trên cái bảng mà khấu hao doanh số, phải khấu hao vật chất, rồi phải bảo trì máy bay, rồi phải tìm ra cách vận hành máy bay, thì mặc dù trên sổ sách chúng ta có lợi nhuận nhưng thực ra chúng ta đang lỗ rất là nhiều. Và cũng chính bản thân Amazon là một mô hình công việc kinh doanh kiểu như vậy. Trên sổ sách Amazon rất lỗ, và lỗ qua hàng chục năm rồi, đến bây giờ vẫn rất khó để có lãi. Bởi vì đó là ông ấy chọn việc đầu tư vào tương lai dài hạn. Ông ấy đã dùng chính những cái đồng tiền tạo ra đấy để đầu tư rất nhiều. Mặc dù trên sổ sách nó là lỗ, nhưng cái dòng tiền tự do là khổng lồ. Cái thứ ba mà mình học được trong cuốn sách này đó là trở thành một người hướng tới cái sự hoàn mỹ. Bởi vì trong một thời gian rất dài mình cảm thấy nghi ngờ về việc là mình trở thành một người thành công được hay không. Bởi vì mình liên tục nghe nói về Ronaldo, Michael Jordan hay là những người kinh doanh khác là những người rất là cạnh tranh. Bản thân mình tự nhận cảm thấy mình là mình không phải là người thích cạnh tranh với người khác hay là ganh đua với người khác. Tuy vậy thì những người thành công nhất thế giới nó thường mang cái đặc tính như vậy. Cho đến khi mình tìm ra trong cuốn sách này đó là có một nhóm kiểu người còn lại vẫn có thể thành công rất lớn. Đó là những người hướng tới việc là trở thành người đầu tiên làm điều gì đấy. Bản thân họ không có cần thiết phải cạnh tranh với ai cả. Họ chỉ đơn giản đó là muốn phát minh ra cái mới, muốn mọi thứ nó tiến lên. Khi mình đọc như vậy thì mình cảm thấy mình ở trong đấy, và mình không còn cảm thấy lo lắng à mình không phải là người cạnh tranh thì mình không biết mình có thành công được hay không. Nó dẫn đến cho mình một cái tâm thế mình rất là tự tin khi làm việc, đó là mình không cần phải so sánh mình với ai cả. Mình rõ ràng chỉ là tìm mọi cách để học hỏi và giỏi hơn nữa. Thì nó dẫn đến cái việc đó là cái nhận thức của mình thay đổi rất nhiều về cách mà mình nhìn cuộc sống hay là mối quan hệ. Bởi vì khi mà mình không cần thiết phải so sánh mình với ai, mình không cần thiết phải là đố kỵ với ai, dẫn đến việc mọi cái quyết định mình lựa chọn đều hướng về mình có giỏi hơn hay không, hay là mình có phát triển hay không.
Và đó là cái điều mà mình rất là cảm thấy hài lòng. Và sau này mình nhận ra rằng là kể cả Steve Jobs hay là một vài người nữa mình rất thần tượng thì họ cũng là người kiểu như vậy. Thật là tuyệt vời khi mà mình biết điều đấy. Cái điều thứ tư mà mình học được trong cuốn sách này đó là cách mà xử lý những cái bất đồng, những quan điểm trái chiều ở trong cái việc vận hành công việc kinh doanh hay là vận hành đội nhóm. Nếu mà ở trong nhóm chúng ta có hai cái nhóm tư duy đối lập nhau và tạo ra hai con đường khác nhau ấy, thì cuối cùng lại chúng ta vẫn phải chọn một con đường. Tuy vậy thì nếu chúng ta chọn một con đường thì sẽ có một nhóm cảm thấy là đấy không phải là ý kiến của họ và họ không thực sự tin tưởng vào quy trình đấy. Nhưng đằng nào thì đằng chúng ta vẫn chỉ có thể được chọn một con đường. Vậy thì đó là lý do mà khi mà nó xảy ra những bất đồng kiểu như vậy thì Jeff Bezos đề xuất một cái hướng xử lý mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời mà đến bây giờ mình vẫn sử dụng. Đó là chúng ta có thể không đồng thuận nhưng chúng ta cam kết để đi cùng với nhau. Chỉ với cách làm đơn giản như vậy có thể xử lý rất nhiều cái xích mích và rất nhiều cái quan điểm trái chiều trong một công việc kinh doanh. Chúng ta sẽ luôn có những quan điểm trái chiều khác nhau, những cái biện luận khác nhau. Tuy vậy nếu đã chọn con đường thì cả team phải đi theo hướng đấy. Và cái điều rất hay mình học được đây nữa đó là phải loại đi những người năng lượng thấp trong cuộc họp. Mình không hiểu điều này cho đến khi mình nghe được cái từ gọi là quái vật hút năng lượng ở trong cái mỗi cuộc họp hay là mỗi cái việc mà bàn ý tưởng hay là bàn kế hoạch với nhau. Vậy thì sẽ luôn có những người như vậy ở trong những cuộc họp, đó những người luôn hút năng lượng của người khác, những người luôn gọi là macaron cuộc họp. Vậy thì đó là lý do mà nếu mình nhận thức ra được cái điều đấy thì mình luôn phải đề xuất, một là họ phải thay đổi cách đấy, hai là họ phải rời khỏi team. Và nó là những cái hướng tiếp cận rất là quyết liệt, bởi vì rõ ràng một người hoàn toàn có thể làm mất rất nhiều năng lượng của người khác. Và đấy cũng là một trong những thứ mà mình học ở trong cuốn sách này. Và điều cuối cùng quan trọng nhất mà mình học được từ Jeff Bezos đó là nếu được chọn giữa ngắn hạn và dài hạn, hãy luôn chọn dài hạn. Mình biết rằng là đây là một ý tưởng mà nghe thì nó dễ nhưng khó làm. Tuy vậy đó là một con đường mà đúng đắn nhất mà mình đã hiểu được và theo đuổi. Bởi vì rõ ràng khi mà chọn về dài hạn luôn thắng dù trên bất cứ hoàn cảnh nào. Và một trong những cái vấn đề của dài hạn ấy đó là chúng ta chỉ thực sự biết là con đường đấy là đúng khi nó đi đến đích thôi. Và nó cũng tạo ra cho mình rất là nhiều sự nghi hoặc là không biết rằng điều mình lựa chọn này có đúng đắn hay không. Ví dụ như khi mà mình đã lựa chọn những cái công việc kỹ năng mà nó có thể mất 3 đến 5 năm để xây dựng ấy và mình mới được trả thưởng ấy, ví dụ như là học tiếng Anh, bán hàng, xây dựng sản phẩm, tuyển dụng, tất cả những kỹ năng đấy đều tốn rất nhiều thời gian để học tập. Thì khi mà mình lựa chọn những cái công việc kinh doanh nặng về kỹ năng như vậy thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thành công. Vậy thì nếu mà mình không thành công ấy thì trong thời gian đấy mình sẽ cảm thấy wow, tất cả mọi người đều giàu lên, tất cả mọi người đều giỏi lên, thì liệu rằng mình sẽ so sánh mình với như thế nào? Và nó dẫn đến cái việc đó là mình chỉ có thể biết là mình đúng khi mình đã chọn dài hạn. Và may mắn thay thì cái việc đấy nó được trả thưởng rất là xứng đáng. Sau khi mà đã dành một thời gian rất dài để có thể xây dựng cho mình bộ kỹ năng thì mình có thể tham gia những công việc kinh doanh nó khó hơn, nó khó nhằn hơn, rào cản thâm nhập rất là lớn và mình có thể bảo vệ được một lợi nhuận khủng khiếp trong những công việc kinh doanh như vậy. Bởi vì chỉ có một số ít người có thể tham gia vào công việc kinh doanh đấy. Trong khi nếu chọn những con đường ngắn hơn dựa trên trend, dựa trên xu hướng thì có thể rất nhiều người bay vào được và nó có thể tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng nó sẽ gặp mặt khó khăn về việc duy trì lợi thế bởi vì rào cản thâm nhập quá thấp. Vậy thì khi mà đã chọn những công việc kinh doanh rào cản cao ấy, thì nó bù lại đó là nó cần rất nhiều kỹ năng và cần rất nhiều thời gian để có thể xây dựng và trở thành một cái người có vị thế ở trong lĩnh vực đấy. Ví dụ như là lĩnh vực lựa chọn của mình đó là dịch vụ doanh nghiệp, nơi mà mình làm việc cùng với những chủ doanh nghiệp thì đó là những thị trường siêu cạnh tranh và nó rất khó để thâm nhập. Đó là một trong những cái lý do mà mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mình lựa chọn những con đường dài hạn hơn và mình sẽ phải liên tục tìm cách để duy trì cái cuộc sống của mình trong cái việc lựa chọn dài hạn như vậy. Và đó là cái cuốn sách Phát minh và khám phá. Bạn có thể lên Tiki hoặc Google Search để có thể tìm cuốn sách đấy nhá. Và đấy là Phát minh và khám phá. Và hẹn gặp lại bạn tại video tiếp theo nhá.